Chiều nay, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi giao lưu và tặng quà cho hơn 270 học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Tư Thục Thanh Tâm, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Đại diện ban tổ chức đã trao tặng trường chuyên biệt Tư Thục Thanh Tâm một thùng quà và 10 triệu đồng. Được biết, trường chuyên biệt Thanh Tâm có 32 giáo viên và 7 nhân viên chăm sóc giáo dục và phục vụ cho 233 em học sinh khuyết tật khối giáo dục, trong đó khối mầm non có 70 em, khối tiểu học có 163 em và 37 thanh thiếu niên khuyết tật khối hướng nghiệp đào tạo nghề. Các em học sinh tại trường chuyên biệt Thanh Tâm thuộc các dạng tật, bại liệt, bại não, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ và khiếm thính. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu ghi nhận và biểu dương những kết quả của thầy và trò nhà trường đạt được trong những năm qua, mong rằng các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường kiên trì và có những giải pháp sáng tạo trong việc dạy và học, chăm sóc các em bằng chính tấm lòng của mình, đồng thời mong các em chăm ngoan học giỏi để tương lai được tươi sáng hơn.